Trong clip trước, Việt Vinh đã ghép cặp loa đến từ Anh Quốc BMW DM220i này với cả chiếc âm ly đến từ Anh Quốc Rothel RA1312. Và trong clip này, Việt Vinh cũng ghép cặp loa BMW DM220i này với cả chiếc âm ly rất là nổi tiếng Luckman 309. Và bây giờ, Việt Vinh xin mời tất cả anh em cùng lắng nghe chất âm của cặp loa đến từ Anh Quốc BMW DM220i này khi kết hợp cùng chiếc âm ly rất là nổi tiếng Luckman 309. Every night you go to bed, you cry. There's nothing left to do when love is dying. So before the whole world knows how it hurts, don't you think it's time we pull the curtain? So many times I've talked you out. And so many times you try to fight the feeling. I guess we try and fail once too often. Now the suitcase down the hallway does. It's sad to think that words could come between us, and what I said, God knows I didn't mean it. It's time we realize this time it's over. It's time. Anh em vừa nghe qua chiếc âm ly Luckman 309 này khi đánh cặp loa BMW DM220i. Chiếc âm ly Luckman 309 này Việt Vinh bán với giá là 11 triệu đồng. Còn cặp loa BMW DM220i này, như mình nói ở clip trước,
mình bán với giá là 5.8 triệu. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.